có ngày cái ông nói với em á là bà có dám ra hai đứa ở chung với nhau, khi nào mà anh nào có tiền thì anh sẽ làm đám cưới. Không biết sao lúc đó đồng ý. Những tâm sự, những bộc bạch của một đứa còn lại. Khoảng thời gian đó là hai chồng khó khăn lắm. Một năm chuyển nhà trọ một lần. Em cũng không có tiền mua vàng để cưới vợ em. Em cứ hứa với bà là khi nào anh đủ tiền sẽ cưới em. Yên tâm, nhất định sẽ cưới em. Chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Thưa quý vị khán giả, tình yêu là một khái niệm mà Vân nghĩ rằng chúng ta khó có thể định nghĩa. Mỗi một người sẽ hiểu khái niệm này theo một cách khác nhau. Nhưng mà tụ chung lại, tình yêu sẽ đem đến cho chúng ta những cảm xúc tích cực, làm cho con người ta cảm thấy mình sống có giá trị và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì mục đích của cuộc đời mình. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng sẽ như thế. Với câu chuyện cưới muộn, Vân nghĩ là sẽ có khá là nhiều điều để chúng ta chia sẻ. Và trước khi gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một người anh, một người bạn đồng hành thân thuộc của Mảnh Ghép Hoàn Hảo, tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào anh. Chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình rất là thú vị đúng không nào? Dạ, hôm nay đầu năm đó, em nghĩ rằng là em mặc như vậy thì rất là hợp mùa xuân mới, nhưng sao hôm nay trông anh có vẻ trắng tinh tương quá vậy? Mà màu trắng của Quân thì giữ những cái gì đó nó rất là tích cực và tốt đẹp. Ủa xí, anh ngồi xuống để em hỏi anh cái này. Em tưởng anh nói là anh này anh mặc màu trắng là coi như anh giữ lại những gì nó thanh khiết nhất, tinh khôi nhất, nó ngây thơ nhất của anh chứ. Chắc là không đâu, mà cái đó thì có chăng phải là tình yêu, mà một tình yêu giống như là lung linh, giống như chuyện cổ tích á, thì mới có những cái sự thuần khiết, sự tinh khiết, sự trong sáng. Chứ tầm tuổi này rồi mà còn thanh khiết gì nữa. Nhưng mà em hỏi anh Vân nè, ví dụ một cặp đôi mà kiểu yêu nhau quá lâu xong rồi cưới rất muộn thì theo anh là có còn tinh khiết, còn tinh khôi không? Còn, tại vì cái sự tinh khiết và tinh khôi đó nên họ mới yêu nhau lâu được như vậy. Chứ nếu mà bình thường á, thông thường là mọi người sẽ gặp nhau một thời gian, có khi một vài tháng thôi, thậm chí là có những chương trình của chúng ta đó, có mấy ngày là tự nhiên người ta cưới mất tiêu rồi. Như vậy là cái tình yêu nó ở một cái giai đoạn rất là ngắn. Còn những cặp đôi mà quen nhau thiệt là lâu mới cưới đó, thì chắc hẳn rằng là phải có một tình yêu rất là đẹp, rất là bền chặt và rất là thắm thiết. Anh đâu có quen lâu rồi mới cưới đúng không? Anh quen có 9 năm ở ấp. 9 năm rồi mới cưới? Rồi anh thuần khiết tới 9 năm luôn hả? Cũng hơi thuần khiết. Em tưởng là anh cưới nhanh rồi anh nói nó rất là dễ dàng, nó nhẹ tin. Chứ em thấy để mà thuần khiết suốt 9-10 năm trời rồi mới cưới khó lắm. Tại vì em cũng quen lâu mới cưới mà. Cũng gần có chục năm mới cưới mà. Kiểu giống như em thì không có sống chung trước khi cưới. Tại vì tụi em quen từ rất là sớm, từ hồi đi học. Nhưng mà thật sự quen lâu nó cũng có những cái mà trời ơi đất hỡi, chỉ có những cái cặp quen lâu mới hiểu thôi. Còn khi mà người ta quen thời gian vừa đủ, ngắn ngắn thôi, xong rồi người ta chuyển sang một giai đoạn khác thì nó cũng có cái thú vị riêng. Đúng. Tuy rồi. Nhiên những cặp đôi mà cưới muộn em nghĩ cũng có những cái điều mà những người nào không trải qua thì không bao giờ hiểu được. Họ sẽ thật sự hiểu người mà họ song hành trong suốt một cái đoạn đường dài như thế nào. Chắc chắn là sẽ có những câu chuyện rất là thú vị ở đằng sau cái đám cưới muộn này. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Bảo với bà xã thì ở với nhau được 14 năm, hiện tại là có hai cô con gái. Thì hiện tại là bé lớn là được 13 tuổi, bé nhỏ được 15 tháng. Suốt 8 năm chung sống thì hai chồng mới có đủ điều kiện để làm đám cưới. Thì lúc đó thì vợ Bảo mới được mặc cái chiếc váy cô dâu đầu tiên. Tôi không có đặt nặng đám cưới giữa hai đứa, chỉ mong hai đứa được sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà anh vẫn âm thầm tổ chức đám cưới giống như là cái lời hứa lúc mà hai đứa mới bắt đầu yêu nhau. Biết thương anh ha. Đó là câu chuyện của chị Bích Trâm. Chị cũng là một ca sĩ và anh Thái Bảo, anh là một biên đạo. Họ cũng cùng nhau xây dựng tổ ấm và họ cũng có công việc liên quan đến nghệ thuật. Rồi lại có hai cô con gái nữa. Nhưng mà câu chuyện mà khi mà cưới thì có cô con gái lớn, rồi sau này có thêm một bé nhỏ nữa, em nghĩ nó cũng có nhiều kỷ niệm, nó thêm dấu ấn cho cuộc đời của họ. Chắc chắn luôn, tại vì chờ nhau một thời gian rất là dài. Và cái việc là không tổ chức đám cưới cũng là vì cái điều kiện hoàn cảnh cá nhân thôi. Nhưng mà họ vẫn bên nhau, họ vẫn chung sống và sinh ra những đứa con rất là tuyệt vời. Thì chắc hẳn đó là một cái tình cảm phải là gắn kết nhiều lắm, phải là vì nhau dữ lắm mà họ mới có thể đồng hành và song hành cùng với nhau đến như vậy. Nên là bây giờ chắc là ốc sẽ ở lại phòng khách này đi ha. Đó. Tạm gọi đó là phòng khách. Còn Quân sẽ vào phòng ở bên trong. Để hỏi thăm xem là đó là lý do hay là đâu là
những cái nguyên nhân mà hai vợ chồng vẫn có thể đồng hành với nhau một cái thời gian rất là dài, để bây giờ thì họ đã trở thành những cái mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời nhau rồi. Và tất nhiên một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Dạ, ok, xin chào anh. Anh Bùi Hồng Quân đã vào trong để gặp gỡ anh Thái Bảo, còn Vân sẽ ở đây để chào đón chị Bích Trâm. Chào Bích Trâm. Em chào chị, chào khán giả. Hôm nay Bích Trâm cũng giống như là một cô dâu vậy đó. Mời Bích Trâm ngồi. Rất là vui được gặp Trâm ngày hôm nay. Dạ. Ở khi mà nghe chồng mình nói những lời vừa rồi thì cảm xúc của Trâm ra sao? Dạ, ngồi ở chồng. Mặc dù là bây giờ nghe lại thì nó vẫn xúc động như thế. Thấy rơi nước mắt luôn. Tại sao nè? Tại mình nhớ về những điều trước đây. Dạ đúng rồi ạ. Nhớ lại thời mới quen rồi những cái lúc mà sống chung với lúc mà được mặc áo cô dâu. Dạ. Mà Trâm cảm thấy cái sự chờ đợi đó của mình nó có xứng đáng không? Dạ xứng đáng ạ. Nhưng mà nó có phải là một sự chờ đợi quá lâu không? Đối với em thì nó cũng không có lâu lắm chị. Với lại tại vì từ đầu quan điểm của em là em không có đặt nặng cái đám cưới lắm. Em không biết là theo cái suy nghĩ của em giống như là nó có bị thoáng quá không? Giống như là chỉ cần sống mà với người mà yêu thương mình hạnh phúc là được. Còn đám cưới giống như là chỉ là cái hình thức thôi ạ. Chị hiểu điều đó nhưng mà nó vẫn không phải là cái quan niệm của số đông. Dạ, vì đa phần mọi người vẫn nghĩ rằng là cưới thì vẫn tốt hơn là không cưới. Dạ đúng rồi ạ. Và chắc chắn là người thân của mình, gia đình hai bên, và nhất là cha mẹ mình thì mong muốn là con cái của mình có một cái lễ cưới đàng hoàng. Nên nhiều khi vì cái suy nghĩ cá nhân của mình thì cũng có thể làm cho người lớn phiền lòng. Thì không biết điều này có xảy ra với gia đình Trâm không? Dạ có chị. Từ đầu khi mà hai đứa sống chung á thì ba mẹ em cũng có, nói chung là không phản đối kịch liệt nhưng vẫn góp ý là, tức là mình là con gái mà sống như vậy thì nó cũng giống là bị thiệt thòi tí xíu. Nhưng mà mẹ em chỉ khuyên mình là lúc đó thì nên suy nghĩ chín chắn, nhưng mà chắc lúc đó lì quá. Vẫn quyết định theo cái vẫn nghe theo cái quyết định của mình. Nhưng mà Trâm cũng gan á, tức là dám ra sống chung mà chưa có cưới á. Như dạ. Như chị Ốc là không có dám. Dạ. Đính hôn rồi 1.5 năm sau mới cưới, và cưới rồi thì mới chính thức là sống riêng khỏi ba mẹ, chứ còn không có phải là dám làm điều đó từ sớm là không dám. Cái này là liều hơn tôi nghe. Hồi đó là hai vợ chồng biết nhau trong trường hợp nào bảo? Dạ thì hồi xưa thì nói chung là em là học ở lớp 8 là em nghỉ rồi. Em đi học sửa xe, xe Honda. Thì sau khi mà em có theo một ông anh để ra tiệm, thì cái tiệm đồ cưới á, của bà chị của vợ em là sát bên cái tiệm sửa xe của em luôn. Dạ, thì nói chung là sau khi lần đầu tiên gặp là em đã thích bả rồi. Wow. Còn với Trâm thì bảo có phải là mối tình đầu không? Trâm thì nói chung là bảo với Trâm là hai người thuộc dạng là không phải là mối tình đầu của nhau. Nhưng mà hai người là có một cái duyên nhất định. Cái thời gian mà Trâm, lúc mà Bảo thích Trâm á, lúc mà ở cái tiệm xe lúc đó là Trâm đang có bằng trai. Em thì em rất nghèo lắm, thiệt là thật sự lúc đó em không có cái gì trong tay, em không có chiếc xe đạp luôn mà. Ồ vậy hả? Đúng, em có chỉ có bộ đồ đó. Wow. Nên em cũng không có dám tỏ tình. Thì sau một thời gian á là Bảo nghỉ tiệm, Bảo không có làm nữa vì có nhiều lý do. Bảo đi làm từ lum nghề hết. Thì sau này khi Bảo bắt đầu đi theo cái nghề mà nhảy đó, nghề dancer đó. Thì lúc đó là vô tình Bảo mới gặp lại. Nó cũng hay là một cái duyên mà Bảo cũng không hiểu tại sao. Yeah. Thì em vô tình đi tham gia cái chương trình cuối năm của đứa em. Thì thấy ảnh nhảy trên sân khấu á, thì thấy sao cái bạn này quen quá, như mình gặp ở đâu rồi. Cái xong mới hỏi em của em thì nó nói ra là tên đó. Thì mình nói mới sực nhớ ra được đó. Mới nói chuyện lại xong rồi. Cái lúc đó cũng ham nhảy lắm chị. Cái đăng ký đi học nhảy. Đi học nhảy rồi có mục đích. Dạ. Giống như gọi là có mục đích, chưa phải nhảy chơi nha. Rồi sau đó, tại lúc đó em còn nhớ, mình mới đi học, mình cũng chưa có gọi là chưa có biết nhiều á chị. Xong cái nhờ ổng, nói ông mua giùm tôi đôi giày nha. Mua đôi giày xong sáng hôm sau vô, đôi giày của bà 90, đôi vớ 10.000 là 100, trả tiền lại nhé. Rồi
nói chung là cũng mắc cười. Tức là không biết lúc đó là sau này nói với em là lúc đó tôi cũng có ý với bà rồi. Trời ơi, có ý mà có đôi giày 100,000 cũng lấy tiền lại. 100,000 thời đó cũng lớn mà. Dạ. Đôi giày của bà 90, đôi giớ 10,000 nha. Rồi sau này khi mà đi học nhảy rồi gặp nhau rồi tiếp xúc nhiều rồi không biết người yêu kiểu khi nào chị. Cứ thế cứ trải qua rồi có một ngày cái ổng nói với em á là vợ hả, bà có dám ra hai đứa ở chung với nhau, bởi vì giờ tôi thương bà nhưng mà cưới á thì bây giờ thì nói chung là gia đình á thì anh bảo là từ nhỏ là ở với bà nội chứ không có sống chung với ba mẹ, thì anh mới nói với em là bây giờ cứ thương thì ở chung với nhau đi, sau này khi nào mà anh nặng có tiền thì anh sẽ làm đám cưới. Không biết sao lúc đó đồng ý. Một mối quan hệ chính thức đó là từ hồi nào, năm bao nhiêu? Có nghĩa là đó nó khoảng năm 2006. Cái thời gian đó là Bảo là bắt đầu là bước chân vào đi làm biên đạo để dạy dạy múa rồi. Hai đứa hai thì người về sống chung là năm nào? Cũng trong năm đó luôn. À 2006 bắt đầu là đúng rồi. Quen nhau mà về sống chung luôn. Đúng rồi, chung okay. luôn. Cưới là tới 2015 mới cưới. À có nghĩa là sau khi sống chung là hai chồng là quyết định là có con. Thì cái khoảng thời gian đó thì nó rất là vất vả, nhưng mà tại vì cũng muốn là mình có một cái mục tiêu á. Thêm một cái mục tiêu lớn này để phấn đấu thì lúc đó thì mới có con. Và suốt thời gian dài như vậy á thì hai chồng nuôi một cái mong muốn là làm sao để mà có một cái đám cưới. Thì đó cũng là lời hứa của em. Em không hứa thì bà đâu có chịu theo em tới giờ. Tuy nhiên phải nói đây cũng là một sự liều lĩnh, một sự mạo hiểm. Tại vì nếu chọn sai người, nó cũng dễ hư bột, hư đường lắm. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó cha mẹ sẽ nói là đó thấy chưa, ai biểu không nghe lời. Nên nó cũng là một sự dũng cảm đúng không? Nhưng mà có lẽ là Trâm cũng đã nhìn thấy ở cái người đàn ông này một cái điều làm cho mình cảm thấy tin cậy. Dù trong tay anh chứ lúc đó chưa có gì cả. Dạ đúng. Thì từ lúc cưới tới bây giờ, mọi thứ thay đổi ra sao? Vậy về cuộc sống của hai đứa thì nó vẫn vậy chị, nhưng mà về cái mối quan hệ với gia đình thì giống như em về nhà ảnh hay ảnh về nhà em thì cảm thấy là tự tin thoải mái hơn á chị. Giống như thì trước đây thì mình chưa cưới thì mình về giống như là gọi là cũng có một cái mắt nhìn của người khác, thì giống như là mình chưa có danh phận hay là tức là cái gì đó trong nhà vậy đó chị. Mình cũng có mà người kia cũng đâu có. Dạ đúng rồi, nên thành ra hai đứa nó cũng hơi bị e dạng chút xíu. Nhưng mà có bao giờ mình thấy hối tiếc không? Tại vì do đó là quyết định của mình. Dạ không, em không hối tiếc. Bé 13 tuổi, tức là sinh 2008 là sinh bé gái đầu lòng rồi. Mà từ 2008 đến 2015 là 7 năm. Tại sao thời gian nó lâu vậy Bảo? Mà không phải là sinh em bé xong thì cưới liền. Tại vì cái khoảng thời gian đó là hai chồng khó khăn lắm, thật sự là không có khả năng làm cưới. Em cũng không có tiền mua vàng để cưới vợ em nữa. À cho nên là em cứ hứa với bà là khi nào á anh đủ tiền thì sẽ cưới em. Yên tâm, nhất định sẽ cưới em. Đó, em giữ lời hứa. Đến 2015 thì em hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một cái lời hứa của mình. Thì thật sự em cũng muốn cho vợ em một cái danh phận chính thức. Em cũng không muốn ở với em như vậy mà cũng không được đám cưới. Và đám cưới của Trâm thì có điều gì đặc biệt? Dạ đám cưới của em thì tức là từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn của đám cưới là hai đứa tự làm, hết không có nhờ tới hai bên gia đình nữa mà chị. Giống như là muốn khẳng định với ba mẹ là tụi con làm được, có con gái lớn của em. Nói chung là lúc đó là chưa có bé nhỏ. Dạ chưa chị, bé nhỏ em mới sinh được 15 tháng thôi. Nói chung là anh Bảo cũng làm cho em nhiều cái bất ngờ trong đám cưới. Từ cái backdrop nhỏ và từ những cái chữ nhỏ hay là cái gì ảnh đều tự tay làm hết. Lúc đó em xúc động mà khóc nức nở như trong đám cưới. Nói chung là cảm thấy là mình đó sao mà hạnh phúc dữ vậy trời. Cái đám cưới 2015 nó diễn ra như thế nào Bảo? Thì hiện tại là tất cả mọi thứ là em phải tự chuẩn bị hết. Nhưng mà được cái đám cưới rất là vui. Và mọi người ở lại hầu như là không ai muốn về. Vậy hả? Dạ. Nó có cái gì đặc biệt mà hay vậy? Dạ thì cái đám cưới em thì đa số là anh biết là dân nhảy mà. Dạ yeah. Nó có rất là nhiều cái tiết mục rất là vui. Một đám cưới mà có 6 MC. Tôi 6 MC luôn, wow. Tất cả là bạn bè của em hết. À. Là dành nhau cầm mi dẫn rồi chơi game show. Rồi anh em ca sĩ lên chẳng những tới hát. Dẫn mua đồ của họ tới múa. Wow. Mà còn là bỏ tiền ra chơi game show để thưởng riêng ở dưới nữa. Cho nên em cảm thấy là wow.
đám cưới thật là, nói chung là trong cuộc đời em thì đương nhiên mình cưới có một lần thôi. Yeah. Nhưng mà cái đám cưới nó ý nghĩa quá. Dù rằng là bao nhiêu năm mình không có tiền làm cưới, chứ đến khi mình có tiền làm cưới mình không nghĩ là nó lại wow như vậy. Nó lại hay như vậy. Nó còn cả là nhờ cái tình cảm của tất cả anh em bạn bè, người ta quý mình. Mình tổ chức ở nhà hàng. Dạ. Đám cưới đó có đông không bạn? Dạ, đám cưới thì khoảng 270 khách thôi. À, tức là vừa đủ cái sự thân thiết để mình có thể là quán xuyến hết. Dạ, em mời 270 mà đi 320 đó. Wow. Và cái đám cưới đó cô con gái thế nào? Trong cái đám cưới đó thì cô con gái thì vui lắm. Có nghĩa là nó cảm thấy là ba mẹ nó chính thức cưới nhau. À. Cái thứ hai nữa là cũng là một cái dịp để nó chứng kiến được cái mong mỏi cũng như là cái hoài bão mà bao lâu nay mà ba mẹ đáp ủ. Nhưng mà khi mình quen nhau quá lâu, biết rõ về người đó, rồi cộng thêm cuộc sống chung nhưng mà chưa có hoàn toàn được công nhận, rồi thêm lo cho con nữa, áp lực nó nhiều lắm không Trâm? Dạ, lúc đó áp lực chị. Nói chung là tại vì khi ra ở riêng, rồi vừa cuộc sống là tụi em ra thuê nhà ở riêng, vừa chi phí, vừa con cái, nói chung là mọi thứ cũng áp lực lắm. Nhưng mà gây lộn. Dạ cũng không gọi là gây lộn, tức là lúc mà em nóng lên em nói thì anh bảo anh không có nói gì nha, cũng im cho em nói. Xong mà tới khi mà em mềm rồi, em nguội rồi, bắt đầu lúc đó ông nói nói lại, nói mà tao nói đầu luôn. Tức là ảnh ngồi ảnh phân tích, ảnh nói này nói nọ. Nói chung là vợ chồng hiểu nhau là giờ những cái lúc nói chuyện như vậy đó chị. Trong suốt 7 năm đó hay là đến bây giờ luôn, có khi nào mà cảm thấy là tức quá đi thôi, kêu có ý định là stop cuộc hôn nhân lại không? Không. Thực sự thì đối với Bảo thì từ cái lúc mà vợ Bảo chỉ đi ra ở riêng với Bảo á, chịu cực với Bảo trong suốt thời gian như vậy. Tại vì theo một cái người mà thật sự không có bất kỳ cái gì trong tay, tài sản luôn, không có gì luôn, tí cái thảm cũng có luôn mà. Thì hiện tại thì Bảo luôn dặn lòng mình là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng không thể bỏ rơi người phụ nữ này. Cho nên là Bảo chưa bao giờ có một suy nghĩ trong đầu là sẽ phải rời xa. Thường người ta hay nói là phụ nữ với đàn ông mà bằng tuổi là phụ nữ sẽ bị chững chạc hơn. Dạ, mà đúng là như vậy thật. Nhưng mà Bảo mà được như thế tức là Bảo cũng đã có sự trưởng thành. Có lẽ một phần là do cái hoàn cảnh đặc để khiến cho Bảo phải lo lắng quá nhiều. Và Bảo biết là mình cần phải làm gì. Có lẽ chắc bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đàn ông này để xem coi anh này có cái gì mà Bích Trâm phải quyết tranh đấu vì tình yêu của mình đến như vậy. Anh Quân ơi, ơi, dắt chú rể của em ra đây coi. À, dắt chú rể ra ha. Rồi bây giờ thì sẽ mời chú rể ra gặp cô dâu. Chào Thái Bảo. Chào chị. Rồi sao nãy giờ hai anh em ở trong khai thác cái gì rồi nè? Ở trong hả? Nhiều thứ Bảo ha. Dạ. Kể lại câu chuyện từ hồi lớp 8, kể lại câu chuyện của bao nhiêu năm. Nhưng mà có một cái điều rất là thú vị, đó là từ cái tình cảm, hoặc là ở cái điểm rất là thú vị ở Trâm, đó là Trâm trao trọn niềm tin và cả cuộc đời cho một người mà tay trắng đúng nghĩa luôn. Và cái điều đó nó trở thành một cái sợi chỉ và một cái dấu mốc rất đặc biệt, làm cho Bảo không ngừng phấn đấu, không ngừng cố gắng vì cái cuộc hôn nhân này. Và nó là cái điều mà giống như là cái điểm mà dừng để khi mà bất kỳ có cái xung đột nào đó xảy ra đó, thì bà cũng sẽ dặn mình là ồ, đây là một người con gái quá tuyệt vời và mình không thể nào là có những cái gì nó không đúng. Đó là một cái điều rất là hay ở cái cuộc hôn nhân này, và đó là lý do mà đến bây giờ thì hai bạn vẫn song hành với nhau một cách rất là hạnh phúc. Nhà câu này phải hỏi nè, tại vì thường đối với những cặp đôi mà dính một chùm mà nó lâu quá đó, giống như tụi mình luôn đó. Là nguyên chùm luôn đó. Một nồi luôn đó. Thì thường là người ngoài hay nhìn vô hỏi ủa sao vậy? Sao chịu nổi vậy? Không chán hả? Thì giờ phải mời hai nhân vật chính của chúng ta trả lời câu hỏi này. Có bao giờ chán không? Dạ, không biết sau này nữa thì sao, chứ hiện tại thì chưa có chán chị. Còn Bảo dạ, thì từ lúc mà em thích vợ em mới lần đầu tiên á, tới giờ thì em chưa bao giờ chán vợ em hết á. Dạ, tại vì cái cảm giác nó vẫn còn nguyên à. Nhưng mà phải nhờ điều gì chứ? Dạ thì nếu mình buông, mình để nó gọi tự do trôi nổi là chắc chắn mình sẽ chán. Dạ, thường người ta nói là hết tình là còn nghĩa đó. Nhưng mà em thì tình còn, mà em có một thêm một cái nữa là cái nghĩa nữa. Đó chính là lý do mà em không bao giờ chán vợ em. Tại vì thật sự thì một người đàn ông mà
mình không có gì, đa số chị cũng biết giờ là phụ nữ thì nói chung là nói không phải là con gái xấu, nhưng mà họ thường rất là thực dụng, họ đâu có xấu, nhưng mà đó là cái đương nhiên, đâu có ai mà muốn theo người đàn ông mà đến nỗi là chiếc xe cũng không có đâu, rồi đến nỗi là đôi khi trong túi chưa tới 100 ngàn. Thì bởi vậy đâu có trả được cái đôi giày trả gia sản của người ta rồi đó. Có 100 ngàn mua kia mua đôi giày với hết tiền cơ mày, phải đòi chứ. Đó, cho nên là cái đó cũng là một cái nghĩa mà em nợ vậy em. Bảo thương vợ mình ở điều gì nhất? Em thương em ở chỗ là em là một người phụ nữ đảm đang. Từ lúc mà vợ em ở với em đến giờ á, là em luôn có tới giờ là có cơm ăn, lúc cần là có áo mặc. Như là em không có phải bận tâm về chuyện ăn uống hay là mặc. Tất cả những gì trên người em đó giờ là không, như em chưa giờ đi mua hết. Là đa số giờ em tự mua về nhà em mặc thôi, chứ em không có đi mua. Là bà tự biết size, bà tự biết em thích gì, bà tự mua để đưa mặc đi, để em mặc thôi. Đôi khi em nói là cái chồng muốn mặc áo sơ mi, bà tự biết thích màu gì, tự biết size gì là tự mua luôn. Tới thời điểm này em chưa bao giờ tự đi mua đồ cho mình. Quá là hiểu nhau luôn rồi ha. Hồi nãy ở trong thì bà có nói là Trâm nhìn vậy thôi chứ thực ra cũng nóng tính dữ lắm luôn á. Dạ. Phải không Trâm? Dạ đúng rồi em. Nóng sao vậy? Tức là khi mà gặp chuyện đó là tức là em sẽ không có bình tĩnh. Em hay nóng liền lắm chị. Nóng mà tới hư bột hư đường vậy đó. Mà anh hay là khuyên em là phải bỏ bớt cái tính nóng nó mới được. Em cũng đang cố gắng. Là cứ đụng chuyện là em hay nóng liền luôn vậy đó. Cũng hơi ngược ngược ha. Bình thường thì đàn ông sẽ rất là nóng tính, và phụ nữ thì không phải như vậy. Nhưng trong trường hợp này thì câu chuyện này nó lại ngược lại. Nhưng mà nó bù cái hay ở việc là Trâm là một người rất là nóng tính. Nếu trong tâm lý thì mọi người hay người ta gọi là khí chất nóng nảy đó. Thì bù lại là Bảo là một người rất là bình thản. Tức là có thể vợ nóng cỡ nào cũng được, nhưng mà chồng cũng vẫn rất là từ tốn, bình thản, rồi khuyên vợ. Giống như cái điểm khuyết của người này đó thì người khác lại có cái điểm trội hơn để bù lại đó. Nó làm cho cái câu chuyện của ứng xử hai vợ chồng trong mười mấy năm hôn nhân cũng không có gì gọi là quá gọi là gay gắt. Để mà hồi nãy hỏi Bảo là có bao giờ có ý định nghĩ rằng là cái cuộc hôn nhân này nó có thể bị dừng lại hay không, thì tuyệt nhiên gần như chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Mà phải nói rằng là trong cái hành trình mười mấy năm mà cái chỉ là suy nghĩ thôi mà chưa có khởi phát lên, thì chứng tỏ là đó là một cái điều mà không phải cặp hôn nhân nào cũng có được rồi. Vậy chứ điều gì là Trâm thương nhất ở Bảo? Em thương nhất ở chỗ là anh hiền và biết làm ăn lắm chị. Kiểu là biết suy nghĩ, lúc nào cũng gia đình là trên hết. Nói chung là thương ảnh cái đó, nên từ lúc mà tin vào cái đó nên mới gọi là gắn kết với ảnh tới bây giờ. Vậy thì hai vợ chồng có dự định nào trong tương lai gần, và cả hai đang cùng theo đuổi điều này không? Thì trong tương lai thì em có hai mục tiêu lớn. Mục tiêu đầu tiên thì đương nhiên là gia đình, đã định là quan trọng nhất. Nhưng mà nói mục tiêu thì em đặt mục tiêu ở công ty của mình. Em sẽ cố gắng hết sức để công ty mình thành công hơn. Để từ đó em mới hoàn thành mục tiêu 2. Là em có hứa vợ em là em sẽ mua vợ em cái nhà. Hiện tại hai bạn đang ở đâu? Em ở quận 7. Và vẫn còn đang thuê nhà. Tại vì cái nguồn kinh tế là đầu tư cho công ty thì nó là một cái bước, phải nói là chiến lược chứ. Tại vì cái công ty phát triển mà công ty lại về giải trí nữa, thì đó là nhu cầu tất yếu của cuộc sống khi mà phát triển rồi. Và công ty phát triển thì cái chuyện mua nhà một căn nó cũng đâu khó đâu, chắc vài ba căn mua lần một hay sao. Nên là tính đến cái việc là đầu tư trước. Và chắc chắn là Trâm tin tưởng và sự cố gắng này của chồng đúng không? Dạ. Thực ra là Bảo cũng đã thực hiện được một mục tiêu rất là lớn trong cuộc đời của hai vợ chồng, đó là đám cưới. Dạ, đúng rồi. Và lại tự hết tất cả mọi thứ dành cho vợ, lại thêm những điều bất ngờ nữa, thì cái cảm giác của Bảo sau khi hoàn thành điều này như thế nào? Vậy thì cảm giác của em là em cảm thấy rất là vui. Tại vì em có lời hứa và em đã thực hiện được hứa rất lớn, thì nó hơi lâu. Nhưng mà một đám cưới rất đặc biệt. Hồi nãy bà có chia sẻ ha, đám cưới đó nó không chỉ đặc biệt về cái cách tổ chức. Cái điều đặc biệt nhất trong đám cưới đó Trâm cảm nhận nó là gì Trâm? Mặc dù nó là đám cưới muộn, mà nếu không nói là rất muộn luôn á, nhưng cái điều đặc biệt ở đó là cái gì mà Trâm cảm nhận được? Dạ, điều đặc biệt nhất là chồng em gọi là, thứ nhất là đặt làm được cái lời hứa với em, thứ hai là tụi em từ nay là chính thức là vợ chồng với nhau trên mọi gọi là mọi mặt với mọi người. Thì đã khẳng định là tụi em là đã là vợ chồng với nhau rồi ạ.
Còn Bảo xúc động vì điều gì? À, thì xúc động vì mình là làm được lời hứa vậy. Thân thiết, một đám cưới mà mọi người đến chắc chắn là với một cái sự hoan hỷ lớn nhất để chứng kiến cho cặp đôi. Lúc đó lại có một cô con gái. Dạ. Lúc đó là 7 tuổi rồi ha. Dạ đúng. Bé gái 7 tuổi. Một đám cưới không chỉ là một lời hứa mà nó còn là một sự công bố, và đặc biệt hơn là hai bạn đã cảm nhận được cái trọn vẹn của những người thân, những người bạn bè chứng kiến trong cái ngày đó. Dạ. Một điều rất là tuyệt vời. Không, thấy điều này đáng quý lắm. Tại vì Vân đã gặp rất là nhiều cặp bên nhau nhiều năm, nhưng mà rất là ít cặp nào mà qua nhiều năm mà họ vẫn còn nhắc về nhau như những ngày đầu tiên. Đa phần là cơm áo gạo tiền, áp lực, những cái chán nản bủa vây, người ta quên mất là ngày xưa người ta đã đến với nhau như thế nào. Và những cái cảm giác trong trẻo đó không bao giờ bạn có lại được trong cuộc đời này nữa. Bởi vì nếu như bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện yêu ở tuổi 30 mấy, nó sẽ khác rất là nhiều khi mà chúng ta mới 10 mấy thôi. Nên là mình nghĩ rằng là sẽ thật là may mắn cho những ai gặp được một người quan trọng với cuộc đời mình từ rất sớm, và sau bao nhiêu năm với rất nhiều dông tố vẫn còn được ở bên cạnh nhau và nhắc về nhau với sự trân trọng như vậy. Thì các bạn là một trong số đó. Vân cũng may mắn là mình cũng được hưởng cái cảm giác đó, và anh Quân cũng vậy. Nhưng mà thú thật rằng là Vân đôi khi cũng cảm thấy rất là khó khăn. Không phải bây giờ, Vân đã ổn định từ nhiều năm nay, nhưng mà giai đoạn trước nó cũng có rất là nhiều. Tại vì cá tính của cả hai khác nhau gần như hoàn toàn luôn. Nhưng mà các bạn gần như là trùng khớp và nhìn thấy cái mục tiêu lớn để mà cùng cố gắng. Và thương chúc hai vợ chồng luôn ở bên cạnh nhau. Bây giờ thì không còn giông tố nữa rồi. Chỉ cần nỗ lực hơn một chút nữa thôi để hoàn thành mục tiêu lớn, và một ngôi nhà mơ ước sẽ sớm trở thành hiện thực. Yeah. Quan trọng nhất là tình yêu hai bạn luôn dành cho nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì ngày hôm nay. Yeah. Thật sự rất là đáng ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn luôn. Nếu mà trong câu chuyện này thì phải nói Trâm là một người rất đặc biệt. Bởi vì cái niềm tin đủ lớn, cái tình yêu đủ lớn để có thể quyết định đồng hành với Bảo. Và ở Bảo đó là một cái sự nỗ lực không ngừng. Và hai cái yếu tố đó nó làm cho hai bạn luôn luôn vượt qua được tất cả những khó khăn. Vậy thì câu chuyện về những đứa trẻ, câu chuyện về những ngôi nhà giống như ấp Thanh Vân nói, nó chỉ là cái chuyện thời gian thôi. Và chắc chắn rằng là với cái sự xuất phát điểm như vậy, với cái sự đồng hành trong suốt thời gian qua, thì những cái điều mà các bạn đặt ra trong cái mục tiêu trong thời gian sắp tới đó, thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng là nó có thể xảy ra một cách sớm nhất có thể. Chắc chắn cặp đôi này sẽ hạnh phúc hoài luôn, bởi vì họ luôn luôn dành sự trân trọng cho nhau, bởi họ đã đến với nhau từ những cái ngày cơ hàn nhất. Và như vậy thì cưới muộn hay đám cưới đôi khi nó chỉ là cái sự kiện diễn ra thôi, nhưng mà nó diễn ra trong bối cảnh nào và nó là cái dấu mốc của tình yêu, của sự gắn kết, thì lúc đó cái đám cưới nó trở nên thật sự ý nghĩa, cho dù có thể muộn màng hơn một chút xíu. Cảm ơn anh Bùi Hồng Quân đã thay em kết lại câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn Bích Trâm, cảm ơn Thái Bảo. Và câu chuyện này cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm từ mọi người phải không ạ? Để chúng ta thấy rằng là tình yêu đẹp như thế nào. Còn bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.